Màn ảnh cuối năm 2022, Dương Mịch yêu trai trẻ, Lệ Dĩnh nhiệt bạt tìm sự nghiệp. Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc 2022, song loạt bộ phim dự chiếu của năm nay vẫn còn khá nhiều. Nổi bật nhất trong số đó phải kể tới các bộ phim hiện đại vẫn đang chuẩn lịch phát sóng chính thức. Ngó qua một chút thì chúng tôi thấy đề tài khá đa dạng, phim sự nghiệp có, tình cảm ngọt ngào mà có tỷ lệ luyến cũng có. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 4 bộ được cộng đồng mạng mong đợi nhất nhé. Công tố Tinh Anh. Được xem là bộ phim đánh dấu bước chuyển hình của địch đệ Nhật Ba, Công tố Tinh Anh hiện đang được fan của nàng mỹ nữ Tân Cương mong chờ hàng ngày lên sóng hơn bao giờ hết. Theo chúng tôi nghe ngóng được thì bộ này đã có rumor mở phát sóng từ lúc đang trong quá trình quay phim. Các thông tin cho biết, phim lên sóng vào khoảng cuối năm nay, sớm nhất là tháng 9 tháng 10. Bộ phim kể về nữ công tố viên Annie do địch đệ Nhật Ba thủ vai. Vậy là thời gian tới khán giả sẽ được thấy một địch đệ Nhật Ba theo đuổi sự nghiệp công lý thay vì chạy theo tiếng gọi tình yêu. Dã man sinh trưởng. Sau Hạnh phúc đến vạn gia, chị Lợi Dĩnh tiếp tục con đường truyền hình mới với bộ phim Dã man sinh trưởng. Theo nhân lịch dự kiến của EQC thì bộ phim này sẽ được chiếu vào quý 4 năm nay. Giống địch đệ Nhật Ba, Lệ Dĩnh trong Dã man sinh trưởng theo đuổi sự nghiệp đi nên từ hai bàn tay trắng. Tất nhiên trong phim cũng sẽ pha một chút tuyến tình cảm, nhưng ít thôi, bởi dù sao câu chuyện cũng xoay quanh quá trình lập nghiệp của nữ chính Hứa Bán Hạ Ma. Chiếc bật nửa và váy công chúa. Nếu không phải fan phim sự nghiệp thì cộng đồng mạng có thể chờ đợi hai bộ ngôn tình lãng mạn dự kiến chiều cuối năm nay. Chiếc bật nửa váy công chúa cùng định luật tình yêu 80/20. Với sự tham gia diễn xuất của cặp diễn viên trẻ Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi, chiếc bật lửa và váy công chúa nhận được nhiều sự mong đợi từ phía người xem bởi vẻ ngoài điển trai xinh gái của cặp chính. Hơn nữa trong loạt ảnh Nick dễ dàng nhận thấy cặp đôi này cực kỳ tình cảm, chemistry cứ phải gọi cha màn hình. Ngoài ra nguyên tác của bộ truyện này cũng rất thú vị. Người xem vô cùng mong đợi biên kịch có thể nhào nặn nhẹ nhàng, mang đến một bộ phim chuyển thể hoàn hảo nhất. Định luật tình yêu 80/20. Bộ phim duy nhất đã xác định lịch trình chiếu vào ngày 13 tháng 10, đó là định luật 80/20 do Dương Mịch, Hứa Khải đóng chính. Phim xoay quanh cuộc sống công việc chuyện tình cảm ngọt ngào giữa cặp đôi vợ chồng cưới trước yêu sau, Tân Phi Dương Mịch và Dương Hoa Hứa Khải. Với nhan sắc của Dương Mịch và Hứa Khải thì chắc người xem chẳng cần lo về phần nhìn. Hơn nữa tương tác của cả hai cũng rất ngọt ngào. Chúng tôi mới coi trailer thôi đã thấy quấn quéo. Chắc chắn đây sẽ là một trong những bộ phim tràn ngập cẩu lương dành cho người xem trong những tháng cuối năm nay. Trên đây là 4 bộ phim hiện đại nổi bật nhất sẽ lên sóng vào cuối năm nay. Khiến chúng tôi mong chờ nhất là bộ của Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi và của địch đệ Nhật Ba. Tất nhiên phim của Lệ Dĩnh, Dương Mịch cũng rất đáng mong đợi. Hy vọng cả 4 bộ sẽ kịp lên sóng trong 2 tháng cuối năm. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.